Hello, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại kênh KTM.com. Trong video này mình sẽ show cái bộ sưu tập loa Bluetooth khủng. Đấy, rất là nhiều loa Bluetooth mà mình đã sưu tập trong vài năm qua. Nói là sưu tập cho nó oách thôi, chứ thực ra là mình mua review cho anh em. Xong rồi sau khoảng 3-4 năm gì đấy thì lôi ra tổng kết lại là xem mình đã mua bao nhiêu con loa trên mạng. Mình mua trên Lazada, Tiki, Shopee, đủ hết các thể loại. Nhưng mà cái bộ sưu tập này sẽ không đầy đủ nha anh em. Tại vì có loa thì mình đã cho rồi và có loa thì mình cũng đã bán đấy. Nên mình cũng giữ lại một số loa để trong video này mình sẽ cho anh em xem những cái loa gì. Và mình thứ nhất là mình sẽ show anh em xem này. Đấy, thứ hai là mình sẽ tư vấn cho anh em xem nếu mà anh em nhiều tiền thì mua loa gì ngon, mà ít tiền thì mua loa gì ngon, và vừa vừa tiền thì mua loa gì ngon trong tầm giá nhá. Rồi, mời em theo dõi trong video này nhá. Intro. Ok, vâng. Thì căn bản là tại nhà mình anh em thấy chật quá này. Đấy, xung quanh toàn đồ đạc luôn đó, nên anh em thông cảm. Video này mình sẽ gọi là thế nào nhỉ, các bạn là nhà trật đây nên loa mình cứ phải xếp rải rác xung quanh nhà, không thể tập trung vào một chỗ được. Nên mình sẽ mở những cái hộp mà mình đã cất loa nhá. Nói chung những cái loa đẹp, loa là ngon xịn thì mình để ở ngoài để lôi ra dùng không. Ok, đây là cái bàn máy tính của mình, cái loa đầu tiên đây anh em. Đấy, con loa đầu tiên. Con này thì là ở trên Lazada này. Đấy, con này ngon. Đấy, con này được cái là trang trí cũng đẹp, cái mặt cú gọn thì rất là hoành tráng luôn. Vừa để trang trí và nghe cũng được. Đấy, bắt cũng nghe to. Thì con này giá đâu đấy khoảng hơn 2-300 nghìn gì đấy. Anh em có thể mua được nếu trong tầm giá vừa vừa. Nghe qua đủ mọi thể loại luôn. Đấy, nghe qua thẻ nhớ, nghe đài FM, nghe qua USB, vân vân. Rồi, bàn máy tính của mình thì mình để con loa Echotech này. Đấy, Echotech, đấy, con loa này nghe phê lòi luôn. Đấy, con loa này thì một là nó cũng đẹp, trang trí ok. Kiêm luôn sạc không dây này, đấy, sạc cho iPhone hay là gì đấy. Có hỗ trợ sạc không dây. Đấy, và nghe loa con này thì phê lòi luôn, mà giá nó không rẻ đâu, củ ấy. Con loa thứ ba mình, đấy. Ở trong này mình để một con loa, tại vì cái hộp này mình để đựng sạc dự phòng mà anh em. Đấy, rất là nhiều sạc dự phòng nhá. Thì con loa này căn bản nó kiêm cả chức năng sạc dự phòng đây. Nghe con loa này. Đấy, nên mình cho vào cái đống sạc dự phòng. Loa này thì nói chung là nghe nghịch thôi, con này mấy chục nghìn. Nghe nghịch thôi. Gọi là ít tiền để anh em dùng con này, nhưng mà nói chung là chỉ để nghe thôi nhá, dùng sạc dự phòng thì hơi lởm. Quay chút anh em con loa 5.1 của mình đang để trong góc này. 5.1 không dùng nữa, tại vì nhà nhiều loa quá rồi, không dùng nữa. Đó. 5.1, hai cái loa dài, ba cái loa ngắn và một cái cục bass. Thùng rác này. Trong này cũng có mấy cái loa nữa, mình lôi ra cho anh em xem. Tí nữa giới thiệu con loa này. Đấy, hộp đựng luôn. À, trong này có con loa mà mua rất là lâu năm rồi anh em ạ. Con này mình dùng vẫn ok luôn. Đấy. Nghe đài, mình vẫn để nghe đài và cắm thẻ nhớ. Không phải loa Bluetooth nữa. Đấy, cắm thẻ nhớ để nghe. Loa su này thì huyền thoại từ hồi xưa này, cái dòng su. Đấy, thế rồi. Dòng su thì anh em đều biết, có rất là nhiều mẫu mã đẹp. Đây, hộp pháp dị của loa nha anh em. Đó. Đây, con này là con con này là con P89 mình đã review. À, tất cả những cái loa mà mình giới thiệu trong video này nha, mình sẽ không test chi tiết, tại vì test chi tiết để nghe từng loa thì rất là lâu. Mình chỉ giới thiệu sơ qua anh em thôi. Anh em muốn xem test chi tiết thì anh em xem lại những cái video ấy. Tất cả loa mình đều review rất là chi tiết trong kênh YouTube của mình rồi. Mỗi một loa mình có một video review rồi. Đấy, con này thì và trong những cái video đấy mình đều test chất âm cho anh em nghe. P89 thì vừa nghe vừa hát karaoke. Con này thì bass nó không nhiều không ít, đủ gọi là đủ dùng. Đấy, mà giá cũng hình như là 200 nghìn. Nghe qua đủ các thể loại luôn đây, rất là nhiều cổng. Và hát karaoke nhá, đấy như kiểu loa cải kéo mini. Ok. Đây là cái máy tính phụ của mình. Đấy.
Đây là cái con loa của Blitwood, Blitwood tiếng Anh đọc vớ vẩn thôi, con này cũng hát karaoke siêu hay luôn. Review chi tiết rồi nha anh em. Mà nghe cũng khủng. Phê lòi. Bluetooth. Cũng có rất là nhiều cổng này. Đấy, em thấy chưa? Phê. Đấy. Ở đây mình có con loa. Vâng, giới thiệu với anh em con loa cây này. Đấy, 100W. Con này thì nghe phải gọi là mắc hay. Con này Sanchitiki giá là 1 củ này. Đấy, bình thường bán là giá 2 củ, hôm đấy Sanchitiki giá 1 củ. Loa nghe cũng qua Bluetooth thẻ nhớ. Đây, cổng này. Đấy. Ở trên này thì đây, cái nút chỉnh. Con này thì thôi khỏi chê, nghe hay. Ở đây mình có một con loa sao ba. Đó, anh em thấy nhàn bụi lắm anh em ạ. Đây. Mình phải che bụi đây, con PS4. PS4. À, đây cả bộ karaoke nữa. Hai cái mic karaoke. Đó. Mà thỉnh thoảng mới hát thôi. Đây có quả âm ly nữa. Âm ly này cũng review rồi anh em này. Đây con loa sao 3 này. Ơi, loa sao 3 này thì trời ơi, con này là một trong những con đắt tiền và nghe ngon nhất. Đấy, trong tất cả loa của mình thì mình ưng con này nhất. Tại vì nếu mà bật mắc volume lên thì nói chung là điếc tai luôn, điếc thật sự luôn ấy. Đấy, khuyến cáo không nên bật mắc volume trên con loa này. Con loa này là loa sao 3 này. Nghe to nhất, bát châu nhất. Nói chung là con này hơn 1 triệu. Thì hay nhất là con này. Đấy, tóm lại là vậy. Trong tất cả loa Bluetooth của mình thì con này là hay nhất. Đá hơn cũ. Đây con Google Home Mini của mình. Đấy, ok Google. Bật nhạc Remix. Vâng, đây là danh sách phát Spotify có tên gọi là Remix đỉnh của đỉnh. Ok Google, tắt nhạc. Hôm nay thì anh em đều biết rồi, Google Home Mini vừa làm loa. À, cái loa Bluetooth của Google Home Mini này thì nghe nó không hay lắm, nên anh em sẽ kết nối loa Bluetooth này với những cái con loa Bluetooth khác. Đấy, như con loa dài hay là loa đứng của mình ở kia. Đấy, thì kết nối dễ thôi. Anh em muốn mình hướng dẫn thì mình làm một video hướng dẫn. Dễ ẹt mà. Đây, ví dụ mình còn chức năng. Ok Google. Đấy. Tắt đèn phòng khách. Vâng ạ, em tắt đèn cho anh yêu ngay đây. Hi hi. Đấy. Ok Google. Bật đèn phòng khách. Vâng, em bật đèn cho anh yêu ngay đây ạ. Đấy, rồi về cái thay đổi những cái câu giọng nói của chị Google ấy. Bật đèn cho anh yêu, tắt đèn anh yêu gì đấy đều đổi được. Vâng, ok, đó là phòng khách. Còn bây giờ mình sẽ show mấy cái loa trong phòng ngủ mình. Đấy, đây. Trước khi show loa, show ảnh hồi bé đẹp trai của mình. Anh em thấy đẹp trai không? Mắt đẹp trai luôn. Đây là cái con loa mà mình vừa giới thiệu cái hộp ấy. Loa Microlab này, con này cắm điện nha anh em, đấy không sợ hết pin. Đấy, vừa cắm điện mà vừa có cái dây cổng 3.5 này. Đấy, anh em cắm vào máy tính để làm loa máy tính, hoặc là cắm vào điện thoại để nghe nhạc qua điện thoại, hoặc là nghe qua Bluetooth được nhá. Đấy, không bao giờ lo hết pin, không bao giờ phải sạc pin. Đấy, cắm điện mà. Con này công suất nó cũng chỉ đâu đấy mấy watt, nghe nó cũng hay. Hai loa nhá, đây. Hai loa này. Để trong phòng nghe, trong phòng lại bụi lắm. Anh em thông cảm. Chỗ này bàn làm việc. Đây không? Linh thú của Lazada đẹp không anh em? Xinh không? Quá xinh. Ở đây có hai con loa này. Con loa này là loa gọi là Zivum. Con này thì đèn led của nó siêu đẹp luôn, mà nghe cũng cực hay. Mà nó chống nước tốt. Đấy. Cái cao su sụp bọc xung quanh nó chất đừng hỏi. Ở trong đó này anh em mà có tầm tiền vừa, con này như khoảng 400-500 gì đấy, anh em nên mua con này. Mình đánh giá con này là hay. Con này khoảng 200-200 nghìn gì đấy. À, hơn 100 thôi. Nhỏ cực kỳ mà lại có võ nữa. Đây, rất là nhỏ luôn mà nghe siêu hay. Lại lâu nữa, 3-4 tiếng. Anh em có hơn 100 nghìn thì anh em mua con này, ngon. Và một đống loa để mình để ở trong cái hộp này. Giờ mình sẽ lôi ra cho anh em xem nhá. Đấy, hộp đựng đồ linh ta linh tinh. Để tạm máy quay vào đây ạ. Rất là nhiều thú luôn. Con này thì ôm phải gọi là mắt sướng. To hơn cả mình.
Đây. Trong này à, cận cảnh anh em. Đây. Giới thiệu với anh em. Ôi, con loa này trang trí kiểu đẹp. Nhưng mà các bạn là có rất nhiều loa ngon với cả loa khủng đẹp rồi, nên con này đành phải cho vào trong xó. À, con này thì anh em đều biết mình cũng review này. Đấy, loa đậm chất graffiti luôn, dân chơi. Đấy, cho những anh em là ăn chơi, trang trí đẹp, nghe hay. Giá cũng phải chăng, đâu đấy 5-600 nghìn gì đấy. Cũng là một sự lựa chọn anh em. À, con này trang trí cũng đẹp này. Loa Bluetooth, à, kiểu dáng TV nhá. Đó, cũng nghe qua thẻ nhớ được, USB được. Đấy, cái này thì anh em sẽ để điện thoại vào đây. Nó làm một chiếc TV luôn. Trang trí đẹp, review chi tiết không? Trong này có mấy cái đồ chơi linh tinh. Nói chung là mình nhà mình nhiều cái thùng này lắm. Tại vì đồ gọi là không để đâu được mà, nên tất cả phải cho vào thùng. Đây, con loa này nghe cũng ngon này anh em. Loa này loa Zoey. Đấy, con này nghe cũng ngon trong tầm giá khoảng 1-200. Được. À, con này nghe cũng đẹp, cũng ngon này. Mẹ còn đẹp nữa. Bass cũng khủng, con này bass khủng này. Đấy mà có đèn led đẹp. Hay lắm anh em. Em có thể mua. Nói chung là toàn con hay thôi. Con này thì ai mà chơi con này thì đều biết rồi. Con này mình săn được là mực ở đâu đấy. Con này là con Huawei này. Con này săn được giá là 1.000 thì phải, xin là giá đa. Có lúc thì các bạn cũng sẽ mua được với giá 99.000. Còn bình thường giá con này khoảng tầm 300-400 nghìn đấy. Huawei nghe mắc hay luôn nhá. Loa thiên nga. Thiết kế kiểu vòm vòm này nhìn rất là lạ đấy. Cảm ứng, nốt cảm ứng. Và có đèn led đẹp. Trong này còn có loa máy tính nữa, Micro Lab. Con loa này thì nói chung là nhà có loa rồi nên không dùng loa. Loa này loa Micro Lab anh em đều biết chất âm nó cực kỳ hay. Ở đây ít tiền anh em có thể dùng con này. Con này 6-70 nghìn. Hôm đấy săn được là giá 55 nghìn thì phải, trên Lazada này. Này nghe gọi là chống cháy thôi, 6-70 nghìn nên không đòi hỏi gì nhiều. Đây, con này cũng rẻ. Con này hình như là loa A. Con này là không nhớ tên nó là con gì. Nói chung là nghe qua đầy đủ luôn, thể nhớ USB các kiểu. Được. Nói chung thì những con giá rẻ thì giá rẻ nên không, anh em không đòi hỏi gì nhiều nữa. Nghe tạm. Đây con này. À, con này hình như là con A10 mình săn được. Giá là 1.000 trên sen đỏ ấy. Con này nghe cũng ok. Con này là của hãng Bolero này, hãng gọi là sản xuất những cái dòng là linh kiện điện tử Bluetooth, loa Bluetooth giá rẻ, nghe cũng được, cầm nó khá là nặng. Đây là hết rồi anh em ạ. Vâng, khá là nhiều đấy nhỉ. Đây đó anh em thấy mấy cái thôi. Trong vòng 3-4 năm qua mình mua và review cũng khá là nhiều loa Bluetooth. Đấy, anh em có thể xem lại trong kênh của mình review chi tiết từng con nhá. Vì trong từng con đấy mình đều bật âm thanh để anh em kiểm tra xem chất lượng như nào. Đấy, anh em ít tiền thì mua những cái dòng do mấy chục nghìn, 3-4 chục cũng có, 100-200 cũng có, 400-500 cũng có, 1 triệu cũng có ở trong video này, tùy từng đối tượng anh em thôi. Anh em nhớ là trong cái tủ mình review con JBL hơn 1 triệu mà sang trên Lazada. Đấy, hay là con Xiaomi ấy, loa Bluetooth Xiaomi thì hai con đấy mình cũng bán rồi. À, mấy con khác nữa thì có mấy con rẻ rẻ mấy chục nghìn, 20-30 nghìn mình vẫn nhớ mua ở trên Lazada đợt từ hồi xưa ấy, 3-4 năm trước mà hình như là mình vứt bỏ chỗ nào chả nhớ ở đâu. Đấy. Thì rồi cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Đấy, những cái loa Bluetooth mình đã tổng hợp trong mấy năm qua bộ sưu tập của mình. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Anh em cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ấn chuông ủng hộ kênh mình đạt 1 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào comment link bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, bye bye. Cho video sau có lẽ mình sẽ mở hộp, mở thùng đồ chơi to đùng luôn, cũng mua trong mấy năm. Đồ chơi thì vẫn cũng lăn lóc lắm, mỗi nơi một chỗ để anh em, túi đồ chơi này. Đấy, hay là trong gầm giường này, đấy, hay là ngoài ban công. Đấy.
ban công đóng rất là nhiều hộp đấy. Video sau sẽ mở hộp đồ chơi cho anh em. Ok, anh em thấy mấy cái series mà mở hộp những cái sản phẩm mình đã mua hay hay thì xin một like nha anh em. Rồi bye bye anh em, công nhận nhiều loa thật.